Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định, báo cáo, nghiên cứu khả thi và phê duyệt đầu tư dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 28B qua tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng với tổng vốn đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Theo đó, điểm đầu của dự án thuộc thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, điểm cuối giao quốc lộ 20 thuộc xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Tổng chiều dài tuyến khoảng 68 km, dự án được đầu tư theo quy mô đường cấp 3 đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Tổng mức đầu tư của dự án là 1.435 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong đó, kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã bố trí gần 1.300 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2023-2026. Quốc lộ 28B là trục giao thông trọng yếu để phát triển kinh tế biển, kinh tế vùng, giúp các tỉnh trong khu vực phát huy hết tiềm năng, lợi thế hiện có, đặc biệt phát triển tam giác du lịch Đà Lạt, Phan Thiết, thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường được đầu tư xây dựng giúp giảm chi phí hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên, giúp giảm áp lực giao thông cho tuyến quốc lộ 20, rút ngắn cự ly lưu thông giữa Nam Tây Nguyên với Nam Trung Bộ.